nhanh lên, nhanh lên. Không được, cầm lại. Cầm lại. Cố lên Hải ơi. Quý vị ơi, hiện giờ Hải đang làm những động tác khó nha của ban tổ chức yêu cầu. Rồi, suốt nha Hải. Chưa được. Bà con ơi, qua đây cổ vũ cho Hải đi. Suốt. Tiếc quá, cái bảng đó không có số. Đã sút vô được một tấm bảng nhưng mà tiếc là tấm bảng đó không có mã số. Và bây giờ quế còn phải sút. Không vào, không vào. Chúng ta đã được 50% rồi Hải ơi. Một số 4 và một số 8 rồi. Cố lên em ơi. Còn hai số nữa, ráng em ơi, ráng em ơi. Sút. Trời ơi. Ráng ra nha, tìm một con số giùm anh. Sút. Wow. Không có số. Nhưng mà ở đây đá trong áp lực. Cổ vũ cho mọi người. Trời ơi. Ráng lên em ơi, ráng lên, ráng lên. Ráng lên. Bây giờ là tất cả mọi người ở sân khấu chính cũng đang rất là hồi hộp theo dõi từng đường banh của Quế Ngọc Hải. Sút. Trời ơi. Bây giờ còn bao nhiêu tiền? 17.500. Bây giờ còn 17.500. Cố lên Hải ơi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đây là thử thách dành cho vận động viên cho nên là nó tốn rất là nhiều sức. Sút. Đó là con số 4 thưa quý vị. Ba con số rồi. Ráng lên, còn một con số nữa thôi. Hải ơi, ráng lên em ơi. Một cú sút nữa thôi là quyết định. Số tiền đang có 15 triệu. Lên nữa đen. Bảy mươi lăm đồng. 15.255.475 đồng.